cầu vội cho con đệm rồi. Và bây giờ mình sẽ thay cái da giường mới. Nhưng mà có hai màu, nó khá là hợp với mùa đông. Thực ra mùa đông mình có một bộ màu đỏ dày hơn, nhưng mà mình nghĩ là cái thời tiết này nó chưa thực sự cần thiết lắm. Nó cũng chưa lạnh lắm ý. Và mình sẽ thay con bộ này. Mình vẫn thay cái bộ này hơn. Tại vì bộ này nó họa tiết ý, mà cái bộ đỏ mình vừa thay nó họa tiết rồi. Của giường rồi. Giờ mấy chỗ này nó hơi nhăn, tôi kệ đi, còn nào tí cũng đó. Thì có vẻ như là không có cái chăn gì, nó cũng không có mùa đông cho lắm. Nhưng mà thay chăn gối mới não là cho giấc ngủ tốt hơn ý. Thì mình sẽ cố gắng thay chăn ra thường xuyên hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học thêu. Thì nhìn cái hình này nó rất là yêu ý, khá là thú vị. Bây giờ mình sẽ ngồi theo nốt một cánh xong rồi đi ôn bài, tại vì chiều nay mình có một bài kiểm tra. Bây giờ mình vừa đi học về xong, còn đang ăn vặt. Mình sẽ chiều nay thôi xong rồi còn phải đi học bài nữa. Giờ mình đang xếp đồ để ra quán trà sữa học bài với bạn ấy. Thì mấy cái đồ như kiểu hôm nay chắc mình chỉ làm được một bài thôi, tại vì là mình có một cái bài tập và nó rất là khó ấy. Đó, đây không phải hộp kính đâu, nó hộp kính nhưng mà mình để tay nghe để cho nó đỡ hỏng ấy. Tại vì mình không hiểu sao nó tay nghe mình nó rất là nhanh hỏng ấy. Chai nước, tí mới xuống nhà lấy nước. Cái này là cái túi ống hút để người may ấy. Nhưng mà trong này mình có một cái ống hút thôi, tí mình phải cho cái thìa vào nữa. Tại vì uống trà sữa nó có chân sâu, mình không thể hút vào cái ống hút nhỏ nhỏ này được. Mà cái ống hút to thì mình chưa mua được ấy. Đó, tí mình xuống mình sẽ lấy thêm cái thìa vào. Và cả cái ống hút cũ của mình. Đây là cái chân đứng mình mới mua để xem video nó đỡ, cầm tay nó đỡ mỏi ấy. Sân trường thì tôi vẫn bây giờ không mở. Trời ơi, trời hơi quá đi mất. Phải mang cân nữa. Bây giờ mình với bạn mình đang ở Miniso để tìm xem có gì mua quà tặng mẹ không. Thực ra là mình đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi, nhưng mà kiểu cứ đi xem thôi. Vì là ở Miniso cũng nhiều đồ mà. Chụp bạn nhé. Ngoài việc kiểu tổ chức ở trên lớp thì lớp mình còn quyết định là sẽ đi cắm trại ở ngoài nữa. Thôi các bạn, hôm nay lớp mình đi cắm trại ở ngoài. Bây giờ mình đang ở dưới chỗ bãi cỏ dưới chân cầu. Đó, vừa đến nơi xong kiểu đường nó rất là sốc luôn ý. Bây giờ bọn mình sẽ ra chỗ lớp để chơi nhá. Nãy mày vào chân ai đấy? Nãy mày hỏi chân tao.
Nhà ăn cơm nhá. Đấy ra kia nó để ông nó chảy. Bây giờ là 10 giờ hơn rồi. Mình đi học về, thế là mình vừa ăn xong ấy. Mình nhận được cái này là quà của các bạn nam. Nhìn nó rất là hay, mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đây là kiểu ở trong nó sẽ trơn ấy, nó không có dòng kỳ. Còn cái loại mà màu xanh sáng hơn một chút này là lại có dòng kỳ. Đó, như vậy nhỉ.